Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta hôm nay là ngày 14 tháng 7. Chúng ta đang bước vào những ngày cao điểm của mùa hè đổ lửa ở tại vùng sa mạc Arizona, phải không ạ? Cho nên thì cứ hàng năm đúng hẹn thì lại tới thôi. Và còn đây có thể là một cái lý do mà chúng ta thấy hội thánh dường như hơi thưa vắng cái số người nhóm lại. Bởi vì người ta đi tị nạn, không phải là tị nạn chiến tranh, nhưng mà chúng ta biết rằng tị nạn mùa hè đổ lửa. Và điều này làm cho chúng ta nhớ đến những người lớn tuổi và đặc biệt là những người có quan tâm về lịch sử cận đại của đất nước chúng ta đó. Thì chúng ta biết rằng trong cuộc nội chiến thì đã từng xảy ra một cái cuộc chiến có thể nói là nảy lửa vào mùa hè mà được gọi là mùa hè đỏ lửa vào tháng 3 năm 1972 và kết thúc vào tháng Giêng năm 1973. Và khắp bốn vùng chiến thuật của miền Nam Việt Nam đã bị tấn công bởi lực lượng Cộng sản Bắc Việt, trải dài từ Quảng Trị, Thừa Thiên, Huế đi vào phía bên trong Bình Long, Phước Long, Ban Mê Thuột, xuống tới tận miền Tây tại Long Xuyên, và từ những cái ngã đường mòn Hồ Chí Minh chạy dài theo nước Lào rồi vào Campuchia, thì chúng ta thấy rằng đó là lực lượng của Cộng sản Bắc Việt đem cả xe tăng, đại pháo để mà tấn công vào những cái cứ điểm như vậy. Nhưng mà đó cũng là một điều để thử sức chiến đấu và phòng vệ của quân đội miền Nam Việt Nam. Cho nên chúng ta thấy rằng trong suốt những cái tháng của mùa hè, nó còn kéo dài hơn cả mùa hè nữa, bởi vì nó kết thúc vào mùa xuân của năm sau, thì cũng đã đẩy bật được tất cả những cái lực lượng thù địch đó và gây thiệt hại nặng nề cho họ. Ở đây nó nói lên cho chúng ta thấy rằng trong cuộc sống, cho dù ở tầm vóc thế giới hay là một đất nước, một khu vực, một gia đình hay là cá nhân của chúng ta, thì chúng ta biết rằng sẽ có những lúc chúng ta cũng phải trải qua những mùa đổ lửa như vậy. Mình nói tới đỏ lửa thì nó có tính cách là chiến sự dữ dội, phải không ạ? Nhưng mà thực sự thì trong đời sống đức tin của chúng ta theo Chúa thì chúng ta cũng phải đối diện trước những cái mùa hè đỏ lửa như vậy, bởi vì đó là chiến trận thuộc linh. Mà chúng ta biết rằng các thế lực thù địch đối với Đức Chúa Trời và đối với Hội Thánh, đối với Cơ Đốc nhân thì sẽ tấn công chúng ta bằng rất nhiều những cái phương diện khác nhau. Vào buổi tối thứ sáu thì lúc này chúng ta đang trở lại với một cái loạt bài học liên hệ tới chiến trận thuộc linh. Và đây cũng chính là điều đã được chính Chúa Ngài soi sáng để tôi có lời của Chúa nhằm khích lệ cho quý ông bà anh chị em. Nhân cái mùa hè đổ lửa hay là mùa hè đỏ lửa thuộc linh ở trên đời sống của chúng ta. Và chúng ta phải biết rằng ngày nào Hội Thánh còn trên đất, Cơ Đốc nhân còn trên đất là ngày đó chúng ta vẫn còn ở trong cái thế giới thù địch đối với chúng ta. Và chiến trận thuộc linh thì nó sẽ không có giảm sút đâu, mà càng lúc cái cường độ nó càng gia tăng một cách dữ dội hơn. Và trong cuộc chiến thuộc linh này thì chúng ta biết rằng đó, không có bất kỳ một cái sự khoan nhượng nào, không có ký kết một cái hòa ước hay là tạm đình chiến, hưu chiến gì đó. Mà trong trận chiến này thì chỉ có hoặc là thắng hay là thua. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì ở trong Chúa thì chúng ta đang đứng về phía đắc thắng. Và chúng ta chiến đấu không phải để được đắc thắng đâu, nhưng mà chúng ta chiến đấu từ sự đắc thắng. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải nhận thức về điều này nương trên lời Chúa, để chúng ta biết rằng đó, khi đối diện trước những cái thử thách, trước những cái trở lực, trước những áp lực, trước những cái sự tấn công của các quyền lực, của tà linh hay là của thế gian, của tội lỗi, của xác thịt tấn công vào đời sống thuộc linh, đời sống đức tin của các thánh đồ, thì chúng ta không lấy làm ngạc nhiên. Nhưng mà chúng ta cũng được chính lời của Đức Chúa Trời trang bị cho chúng ta bộ quân phục
và những vũ khí thuộc linh để chúng ta có thể đánh trận ở trong sự toàn thắng của Đức Chúa Giêsu Christ ban cho. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng học với nhau về tấm gương của ba người bạn Hebrew, đó là Shadrach, Meshach và Abednego, được chép ở trong sách Tiên tri Daniel đoạn 3. Bây giờ xin chúng ta cùng mở lời Chúa ra và chúng ta sẽ đọc phần kinh thánh này. Kính mời hội thánh đồng đứng lên và tôi xin được tuyên đọc lời của Chúa từ câu 23 cho đến câu số 27. Còn ba người Shadrach, Meshach, Abednego vẫn bị trói mà rơi vào giữa lò lửa hực. Bây giờ vua Nebuchadnezzar lấy làm lạ, vội vàng đứng dậy, cất tiếng nói cùng các nghị viên rằng: những kẻ bị ta trói mà quăng vào giữa lửa có phải là ba người không? Họ tâu cùng vua rằng: tâu vua phải. Vua lại nói: này, ta thấy bốn người không có bị trói, bước đi giữa lửa mà chẳng bị thương. Và hình dung của người thứ tư giống như một con trai của các thần. Đoạn vua Nebuchadnezzar đến gần cửa lò lửa hực, cất tiếng nói rằng: hỡi Shadrach, Meshach và Abednego, là tôi tớ của Đức Chúa Trời rất cao, hãy ra và lại đây. Shadrach, Meshach và Abednego bèn từ giữa đám lửa mà ra. Các quan trấn thủ, lãnh binh, các người cai trị và các nghị viên của vua đều nhóm lại, thấy lửa không có quyền làm hại thân thể ba người ấy được, cũng chẳng có một sợi tóc nào trên đầu họ bị xém, áo sống chẳng bị xi sức chút nào, và mùi lửa cũng chẳng qua trên họ. Amen. Kính mời hội thánh đồng an thọ. Đề mục mà chúng ta cùng nhau học hỏi đó là đức tin qua cơn đỏ lửa. Để giúp cho chúng ta có thể hiểu phần nào cái phần thánh kinh này thì chúng ta lược qua một chút về cái bối cảnh lịch sử. Chúng ta biết rằng vì cớ tội lỗi của dân Juda cho nên Đức Chúa Trời Ngài đã sửa phạt họ, bởi vì họ đã hết sức lực cứng cỏi và cố chấp trong tội lỗi, không chịu ăn năn, cho nên cuối cùng họ đã phải gánh chịu một cái sự sửa phạt nghiêm minh từ nơi chính mình Chúa. Đến nỗi chúng ta biết rằng Jerusalem hay là cả xứ Juda đều bị chinh phục bởi đế quốc Babylon của hoàng đế Nebuchadnezzar. Và rồi họ không những là đánh chiếm Juda, nhưng mà chúng ta biết rằng họ còn bắt rất là nhiều người để đem đi làm phu tù ở tại Babylon. Và trong số những người nô lệ được đưa qua Babylon đó, thì chúng ta như trong sách Daniel, chúng ta thấy có bốn người rất là đặc biệt, đó là Daniel, Shadrach, Meshach và Abednego đó. Thì họ là những người thuộc cái thành phần hoàng gia của Do Thái. Và cái thứ nhì, họ là những con người với những cái tiêu chuẩn mà vua Nebuchadnezzar đưa ra như là những cái điều kiện để mà chọn lựa một số những cái người có thể nói là đầy học thức, đầy tài năng, đầy sự khôn ngoan, và có nhiều cái khả năng đặc biệt để có thể đưa vào ở trong cung mà phục vụ cho hoàng đế Nebuchadnezzar. Và trong số những người được chọn thì chúng ta biết rằng có bốn người đó, Daniel cùng ba bạn Hebrew. Thì chúng ta có thể thấy rằng đó, đây là một đặc ân, có thể nói là như vậy. Bởi vì trong hoàn cảnh xứ sở tan hoang, rồi chính họ bị bắt đi làm nô lệ ở tại xứ người, ở tại đế quốc ngoại đạo là Babylon, mà bây giờ lại được tuyển chọn để vào trong cung vua, phục vụ cho vua, thì đó quả là một cái điều quý báu vô cùng. Cho nên có thể nói đây là một đặc ân, không dễ gì mà ai trong hàng nô lệ mà có thể có được một cái đặc ân tốt lành như vậy. Thế nhưng chúng ta đã biết rằng họ không bao giờ vì cớ những cái điều mà vua ban cho, ngay cả từ thức ăn, thức uống gì đó của họ cũng được ăn những thức ăn của vua nữa. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đây quả là một cái gì đó mà theo con người bình thường đó, thì thấy rằng mình may mắn mình được những cái điều có thể nói là quá đặc biệt để mình có thể hưởng được những cái vị trí hay là những cái điều tốt lành cho đời sống của mình. Phải nhớ rằng Babylon lúc bấy giờ là một đế quốc, chứ không phải chỉ là một cái nước nhỏ bé bình thường đâu. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng đó, bốn người
Hebrew này đã thể hiện cái lòng tin cậy, kính sợ Đức Chúa Trời và trung tín ở trong cái chỗ đó để không bị mua chuộc vì cái địa vị, quyền lợi, danh tiếng hay là bất cứ một cái điều gì đó mà cái triều đình thế tục hay là thế gian tội lỗi với các thần ngoại đạo ban cho họ. Và họ dứt khoát không chịu thỏa hiệp. Ngay cả trong cái việc ăn uống thì chúng ta biết rằng bởi vì người Babylon thì họ thờ đa thần, cho nên có rất nhiều thần tượng, chưa nói tới cái việc là thờ cả hoàng đế nữa. Thế nhưng chúng ta biết rằng đó là bốn người Hebrew này đó dứt khoát không chịu ăn những cái thức ăn của vua, bởi vì nó đã được dâng cúng cho các thần tượng là một. Cái thứ hai, có thể có một số những cái loại thực phẩm mà vào thời cựu ước theo luật pháp của Môi-se mà Đức Chúa Trời Ngài quy định thì họ không được ăn một số những cái loại thực phẩm nào đó, nó có thể là những cái loại thịt bị kể là ô uế, thí dụ như thịt heo chẳng hạn đi. Thì vào thời xưa là chúng ta biết rằng đó là theo luật pháp Môi-se thì cái đó là không có được dùng. Cho nên là họ dứt khoát giữ lòng trung tín của mình đối với Đức Chúa Trời, bất chấp là họ có thể phải chịu một cái hậu quả nào đó, ngay cả một cái hoạn nạn nào đó, hay là họ có thể bị loại trừ ra khỏi những cái vị trí mà họ đã có được ở trong triều đình của hoàng đế Nebuchadnezzar. Và chúng ta nếu mà theo dõi cái câu chuyện tiếp theo ở trong đoạn 2 thì chúng ta nhớ rằng lúc bấy giờ ông hoàng đế Nebuchadnezzar, ông ngủ, ông nằm mơ, ông có một cái dị tượng. Nhưng mà tới khi ông thức dậy đó thì lòng của ông nó có một cái gì đó xốn xang, bối rối lắm, nhưng mà ông không thể nhớ được là mình nằm mơ thấy cái gì. Cho nên ông mới triệu tập các thuật sĩ của Babylon đến để hỏi các ngươi là những người phục vụ cho các thần, các ngươi phải biết những cái điều mà mầu nhiệm như vậy. Bây giờ ta ngủ, ta có giấc mơ mà giờ ta quên rồi. Giờ các ngươi phải cho ta biết ta nằm mơ thấy cái gì, rồi phải giải thích cái giấc chiêm bao đó cho ta nữa. Thì các thuật sĩ là bối rối, không có thể nào mà biết được hết á. Cho nên là vua Nebuchadnezzar nổi giận và nói rằng những cái người này là vô dụng, cho nên là ông ra cái lệnh là giết hết tất cả những thuật sĩ của Babylon. Thế nhưng lúc bấy giờ thì có Daniel, thì Daniel đứng ra để can vua và nói rằng xin vua đừng thi hành cái lệnh giết các thuật sĩ đó. Xin hãy cho tôi một cái thì giờ để tôi sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời của tôi để xem Ngài có thể bày tỏ một cái điều gì đó không. Và vua Nebuchadnezzar đồng ý. Sau một thời gian thì chúng ta thấy là Daniel hôm sau ông đến để nói cho vua Nebuchadnezzar biết, vì Đức Chúa Trời đã soi sáng cho tiên tri Daniel để có thể nói với hoàng đế Nebuchadnezzar về cái giấc chiêm bao, về cái pho tượng á, đầu bằng vàng, ngực hai cánh tay bằng bạc, rồi bụng và hai vế bằng đồng, rồi hai chân thì bằng sắt trộn với đất sét này kia nào đó, có cái tảng đá lớn từ trời đập vỡ cái pho tượng đó. Thì chúng ta biết rằng đây là một cái pho tượng rất là đặc biệt, nói về không chỉ là đế quốc Babylon mà nhiều đế quốc tiếp theo sau sẽ lần lượt được dấy lên trong cái thế giới bấy giờ, có liên hệ tới dân sự của Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết rằng đó, đây là một cái lời tiên tri rất là đặc biệt mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho vua Nebuchadnezzar biết, và đặc biệt là cho Daniel cũng như là cho dân sự của Ngài được nhận biết về cái được gọi là các thời kỳ dân ngoại. Và chúng ta biết rằng cái pho tượng tiên tri này nó bắt đầu từ đế quốc Babylon cai trị trên xứ Juda, và nó sẽ còn kéo dài cái quyền cai trị này trên nước Do Thái cho đến kỳ tận thế. Là nghĩa là lời tiên tri này nó kéo dài cho tới chúng ta ngày hôm nay và đi xa hơn nữa cho đến kỳ tận thế. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó là đây là một trong những cái điều lạ lùng, bởi vì ông vua Nebuchadnezzar không những là ông vô cùng ngạc nhiên vì biết rằng một tiên tri Daniel có thể thuật lại y như cái giấc chiêm bao mà ông đã có, dù ông đã quên. Sự ấy đã ra khỏi ta rồi. Đôi khi chúng ta cũng hay nói điều gì mà chúng ta hay quên nữa, phải không? Chúng ta cũng có một cái nét giống hoàng đế đó, chứ không phải là không đâu. Tôi cũng có một cái nét rất là giống hoàng đế, là hay quên. Cho nên là sự ấy đã ra khỏi ta rồi. Nhưng mà Daniel đã có thể thuật lại
chính xác về điều đó rồi còn giải nghĩa cho vua để có thể biết được nữa. Và bởi điều này cuối đoạn 2 ghi lại cho chúng ta thế nào? Chúng ta thấy rằng đó, vua Nebuchadnezzar đã cất nhắc Daniel trở thành tể tướng của đế quốc Babylon để phục vụ vua. Và chúng ta biết rằng ba bạn Heber còn lại đó, vì họ chung một nhóm với nhau, thì chúng ta thấy rằng họ đã được vua ban cho cái quyền là cai trị tỉnh Babylon. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đây quả là một điều tốt lành mà Đức Chúa Trời đã hành động ban cho những người có thể nói là thanh niên trẻ đó. Họ bị bắt trong lúc ở tuổi thanh niên, nhưng mà tin cậy Đức Chúa Trời, kính sợ Ngài và trung tín ở trước mặt Chúa. Mặc dù trong cái chỗ kín nhiệm đó, nhưng mà Đức Chúa Trời biết, họ quyết định trong lòng không làm bất cứ một điều gì mà nghịch lại đối với điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời thấy được tấm lòng đó, vì Ngài là đấng dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng và báo đáp mọi điều mà chúng ta làm, mọi lời chúng ta nói. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời, Ngài đã khiến cho họ bây giờ được nâng lên ở một cái tầm rất cao ở trong cái quyền thế của Babylon. Tuy nhiên cái điều này làm cho rất nhiều những quan thần khác của triều đình vua Babylon đó, ganh tị. Đây là những cái thánh nô lệ, bây giờ nó đi vô đất nước của mình, rồi bây giờ nó lại còn được đặt vào trong một cái vị thế quyền thế cao hơn cả mình nữa. Cho nên họ rất là tức giận. Cho nên lúc bấy giờ thì họ mới xúi dục đối với vua Nebuchadnezzar, bây giờ hãy dựng một cái pho tượng, một cái pho tượng của vua, nó cao tới 90 feet rồi. Và rồi á, nó được dát bằng vàng. Và bây giờ nó đem ra ở giữa một cái sân của triều đình á, và vua ra một cái lệnh tập hợp tất cả mọi cái quần thần đến, cao thấp gì tập hợp hết tất cả lại đó. Và khi nào mà nghe tiếng nhạc trỗi lên thì mọi người đều phải sắp mình xuống mà thờ lại pho tượng của vua. Và chúng ta thấy ở trong đoạn 3 đã ghi lại cho chúng ta về sự kiện đó. Tuy nhiên khi tiếng nhạc trỗi lên và mọi người ai nấy đều sắp mình xuống hết trước cái pho tượng để mà cúi lại nó, thì có ba bạn Hebrew Daniel có lẽ lúc đó là đã được sai phái đi xa rồi. Bởi vì tể tướng mà, thì có thể là phải đi công du hay là đi đâu xa rồi, vì chúng ta thấy không nói tới Daniel ở trong cái chỗ này. Bởi vì nếu Daniel còn ở nhà là Daniel cũng phải có mặt nữa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng có ba người bạn Hebrew thì họ có mặt ở tại nơi đó và họ đứng sừng sững, họ không chịu sắp mình xuống. Và rồi chúng ta thấy là những quan thần khác họ tìm cách để nói dèm, để mà nói với vua đó là ba người này có cái thái độ là không có tùng phục vua, không có kính trọng vua gì cả. Đây là ba cái thằng Hebrew, nó là nô lệ đó, cho nên nó là nó khinh thường vua đó. Như vậy thì theo luật, nếu mà ai không chịu sắp mình xuống á, thì sẽ bị quăng vào trong lò lửa hực. Lò lửa được đốt lên sẵn rồi, mọi người đều nhìn thấy nó hết trơn á. Cho nên bây giờ phải chọn lựa thôi. Một là sắp mình xuống trước pho tượng, còn hai là đi vô lò lửa. Nhưng mà vua Nebuchadnezzar vì quý trọng đối với ba bạn Hebrew này, cũng là ba vị quan trong triều đình của họ, cho nên mới cho họ một cái cơ hội, một cái cơ hội thứ nhì, một cơ hội cuối cùng. Bây giờ khi nào nghe tiếng nhạc, các ngươi phải sắp mình xuống, nếu không sẽ bị quăng vào trong lò lửa hực. Và ba bạn Hebrew can trường nói thẳng luôn, khỏi cần trỗi nhạc lần thứ nhì gì hết, nói luôn là không, chúng tôi dứt khoát là không có thể nào sắp mình xuống trước pho tượng của vua, vì chúng tôi chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng tôi mà thôi. Và rồi điều này làm cho vua tức giận vì mất mặt ở giữa quần thần. Ba cái thằng nô lệ này mình cất nhắc đặt ân cho nó mà nó còn không có biết ơn, nó còn không có biết giữ lấy nó. Cho nên là ông ra lệnh đốt cái lò lửa đó lên gấp 7 lần nóng hơn. Và chúng ta biết rằng vào thời đó không phải cứ vặn cái nút đó là máy heat nó chạy lên chừng chút xíu là có đâu, khó lắm á. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, họ gia tăng, không biết bỏ củi lửa hay là cái gì vô trong đó thêm nữa, làm cho cái lò lửa đó nó nóng lên gấp 7 lần. Rồi á, vua truyền lệnh trói ba cái người bạn Hebrew này lại, chứ coi họ giống như là những cái phần tử nổi loạn hay là nguy hiểm cho triều đình thì mới trói, chứ thiệt ra đâu cần phải trói đâu, bởi vì họ cũng không có một sự chống cự đề kháng gì cả. Nhưng mà vua đã lệnh trói những người này. Và rồi
Sau đó thì sai những quân lính, những tên mà vạm vỡ nhất, cái mạnh mẽ nhất á, là đem quăng ba bạn Hebrew vào trong lò lửa. Nhưng mà cái sức nóng kinh khủng đến mức mà nắp lò vừa mở ra đó, mấy người này bị quăng vô, thì mấy người mà quăng họ vô đó là bị lửa đốt cháy luôn, chết tại chỗ. Nó nói lên chúng ta cái sức nóng rất là khủng khiếp. Và điều gì đã xảy ra sau đó thì chúng ta đã biết rồi. Chúng ta như vừa mới đọc đó, ba bạn Hebrew bị trói quăng vào trong lò lửa hực. Nhưng mà rồi sau đó khi vua nhìn vào trong đó thì lại thấy không phải ba mà là bốn, mà không phải là nó bị thiêu cháy đen thui, không có, mà thấy họ di chuyển cái gì trong đó nữa. Cho nên đó, ông ngạc nhiên quá, và rồi vua mới hỏi là có phải hồi nãy mình quăng ba người vô không, sao bây giờ thấy bốn người, mà một cái người thứ tư giống như là con của các thần. Hẳn nhiên thì ông ta đâu có tin thờ Đức Chúa Trời đâu, cho nên ông nghĩ là có, ông vẫn tin vào các thần tượng của Babylon thôi. Và nói rằng nhưng mà đây cũng là con của các thần. Và rồi ông mới nói vào trong lò lửa với ba bạn Hebrew là nếu các ngươi còn sống thì hãy bước ra. Và ba người bạn Hebrew bước ra. Bước ra và chúng ta thấy rằng đó, có một cái bị mất thôi, còn mọi sự khác đều nguyên vẹn. Đó là cái dây trói, không biết trói bằng dây gì, không biết dây xích dây gì thì không biết, hay là dây luộc, dây thừng dây gì thì chúng ta không biết, nhưng mà cái dây đó bị Chúa đốt cháy tiêu. Nhưng mà ba bạn Hebrew thì từ sợi tóc của họ, quần áo của họ không bị cháy xém một cái gì cả, không có cháy một cọng tóc nào hết trơn á. Mà rồi vua đứng gần ngửi thì cũng không thấy có mùi khét của lửa nữa. Quá là một điều hết sức là diệu kỳ, vì Đức Chúa Trời đã đi vào trong lò lửa với ba bạn Hebrew, ba người trung tín trong đức tin nơi Ngài, và đã bảo vệ họ không phải ở bên ngoài lò lửa mà là bên trong lò lửa. Và từ cái chỗ đó thì vua Nebuchadnezzar lần thứ nhì ông đã thấy được quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời, và ông ra lệnh là không ai được phép xúc phạm đến Đức Chúa Trời của những người Hebrew này. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó là cái câu chuyện thật là lạ lùng, thật là diệu kỳ. Và bây giờ chúng ta từ bài học này, chúng ta rút ra cho mình những sự dạy dỗ nào để hướng dẫn đời sống đức tin của chúng ta. Ở quý bạn chị em, chúng ta phải nhớ rằng đó, ở một phương diện chúng ta cũng lưu lạc khỏi quê hương, khỏi quê cha đất tổ, phải không? Chúng ta sống ở xứ người. Và chúng ta biết rằng đó, đây là một cường quốc số một ở trên thế giới. Và chúng ta có được rất nhiều những cái điều từ địa vị, rồi mọi cái phần phúc lợi mà đất nước này đã ban cho chúng ta. Cho dù chúng ta thiệt ra là những con người lánh nạn, chạy nạn, chiến tranh, tị nạn. Và chúng ta đã biết những cái thời kỳ mà khi chúng ta ra đi như vậy, có những người từ trong tù đi ra. Chẳng khác nào giống như chúng ta ở trong cái nhà tù khổng lồ của đất nước Việt Nam dưới chế độ Cộng sản. Và rồi vì sợ quá cho nên có cơ hội thì chạy thôi à. Đi đường bộ không được thì đi ô đi ghe, rồi đi đủ kiểu hết trơn á. Rồi sau này có nhiều chương trình khác, ODP gì đó, bảo lãnh gì đó, người nào đi được là đi. Cho nên là chúng ta thấy rằng đó, chúng ta là những con người cũng đã lánh nạn. Mà có, chúng ta nhớ cái thời kỳ đó đi ra bằng hai bàn tay trắng thôi, đâu có cái gì đâu. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đã có được rất là nhiều điều ở trong cuộc sống của chúng ta trên đất nước này. Chúng ta biết ơn đất nước này đã mở rộng cánh cửa để có thể đón tiếp chúng ta, cứu giúp chúng ta, và ban cho chúng ta rất nhiều những cái cơ hội để chúng ta có thể được thành đạt ở trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên bên cạnh đó thì chúng ta phải nhớ rằng vì thế giới này là một thế giới sa ngã trong tội lỗi, ở dưới quyền của ma quỷ, cho nên ở trong nước thì nó có cái cách ma quỷ nó hành động trong cái hoàn cảnh, bối cảnh của đất nước chúng ta. Nhưng mà ở tại một đất nước giàu có, phương tiện càng dồi dào, thì chúng ta cũng biết rằng nó cũng trở thành những cái dụng cụ mà các quyền lực của tội ác nó cũng sử dụng để mà nó có thể đánh phá đức tin của hội thánh hay là của đời sống cơ đốc nhân.
Và ở đây chúng ta có thể thấy rằng đó, chúng ta thì ngày hôm nay rất là khôn, bởi vì á, chúng ta khi mà đối diện trước một cái tượng thần cao 90 feet mà bằng vàng thì chúng ta không có sắp mình xuống đâu. Đại đa số chúng ta sẽ không có sắp mình xuống trước một cái pho tượng mà hữu hình như vậy, phải không? À, đại đa số, một thiểu số thì chúng ta thôi không nói tới. Nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta sẽ không làm như vậy. Tuy nhiên thì chúng ta biết rằng đó, cái pho tượng trong thời bấy giờ là của hoàng đế Nebuchadnezzar, và nó được khoác ở bên ngoài một cái chiếc áo bằng vàng, nó được giác vàng mà. Pho tượng đó là của ông vua. Ở đây nó nói lên cho chúng ta thấy ngày hôm nay đó, ma quỷ nó thay đổi cái hình thức ở bên ngoài, nhưng mà về nguyên tắc, về cái ý định của nó và công việc của nó thì nó vẫn y như ngày xưa vậy thôi. Hoàng đế Nebuchadnezzar, ông là một người chinh phục và mở rộng bờ cõi của mình, trong đó có chinh phục đất nước Judah làm thuộc địa. Nghĩa là một con người được coi như đứng vào hàng số 1 trong cái thế giới lúc bấy giờ tại cái khu vực này. Và chúng ta có thể thấy rằng đó, ông là một người rất là thành đạt. Bởi vì phải là một người rất tài giỏi thì mới có thể đạt được rất là nhiều những cái chiến công, chiến tích, chiến lợi phẩm như vậy, phải không? Cho nên chúng ta có thể nói rằng ở đó nó tập trung tất cả mọi cái điều nó thuộc về mọi cái tài năng xuất chúng của con người. Mà ngày hôm nay đó, ma quỷ nó thay đổi cái điều đó bằng chủ nghĩa nhân văn. Và chúng ta có thể thấy rằng ở tại đất nước này cũng vậy nữa. Người ta coi trọng con người, chủ nghĩa nhân bản được đưa lên rất là cao. Và người ta ca tụng về những cái điều gì đó, về học thức, về sự khôn ngoan, về tài trí, về mọi cái tài năng nào đó của con người có thể thực hiện được ở trong cuộc sống của mình để đạt được địa vị, quyền thế, giàu sang, danh vọng. Và có thể nói rằng con người ngày hôm nay đó thì người ta ngưỡng mộ, người ta tôn thờ đối với chủ nghĩa nhân văn, đối với những cái gì nó thuộc về con người á, về bản vị của con người, mà nó cũng nói về tất cả những cái bản năng nào đó mà con người có được và có thể làm được ở trong cuộc sống của mình. Và cái thứ nhì á, thì chúng ta thấy là nó khoác bằng vàng, một cái chiếc áo bằng vàng, bằng vàng, bằng bạc. Nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng ở đây không phải là một cái vấn đề của một cái pho tượng hữu hình. Bởi vì ma quỷ nó thay đổi cái hình thức, thì chúng ta biết rằng vàng bạc bây giờ thì nó ở một cái kích cỡ, nó không phải giống như là cao 90 feet đâu. Nhỏ thôi à, nhỏ bao nhiêu đây thôi, nhưng mà nó sắp đây nè à. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, ngày hôm nay tiền bạc nó trở thành một thứ thần tượng mà con người tôn thờ, con người chạy theo những cái điều đó. Chúng ta phải biết rằng nói như vậy không có nghĩa là chúng ta coi thường vàng bạc, coi thường tiền bạc. Nó có cần. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng giống như một câu châm ngôn mà người Pháp nói rằng, tiền bạc là một tôi tớ tốt nhưng mà là một ông chủ xấu. Cho nên khi tiền bạc nó được nâng lên một cái tầm cao thì nó trở thành ma môn. Chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu đã từng dạy chúng ta về điều đó ở trong Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 6 đó. Và chúng ta không được phép thờ Đức Chúa Trời mà cũng thờ ma môn. Bởi vì sẽ đến một lúc chúng ta sẽ trọng cái này mà khinh cái kia. Và cái chữ ma môn mà viết thường á, nó lúc bấy giờ có nghĩa là tiền bạc thôi. Nhưng mà khi nó đổi thành viết hoa, nó trở thành một cái danh tính, thì nó được gán cho một vị thần, đó là thần tài. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, ngày hôm nay quả thật là con người tôn thờ thần tài dưới nhiều hình thức khác nhau. Thậm chí người ta cũng có thể tạo thành một cái pho tượng thần tài nữa. Ở trong nhiều cái cửa tiệm, đặc biệt là của những người Á Đông á, thì chúng ta biết rằng thường á, những người ngoại đạo thì họ hay có cái pho tượng của thần tài á. Cho nên á, người ta đang tôn thờ tất cả những gì đó và chạy theo nó.
và hỡi quý ông bà anh chị em, phải biết rằng tất cả những cái điều đó giống như cái pho tượng của vua Nebuchadnezzar cũng như là bản thân của ông hoàng đế này, nó chỉ là tạm bợ, nó chỉ là hư không mà thôi, nó chỉ là một sự giả dối mà thôi. Ai quỳ lại xuống trước nó thì có thể được một số điều nào đó, cuộc sống của họ sẽ dễ dàng hơn nếu họ đồng ý tôn thờ hoặc là có một sự thỏa hiệp đối với ba bạn Hebrew này. Những người ngoại đạo thì họ coi cái chuyện đó là bình thường, bởi vì họ cũng đã thờ bao nhiêu những thần tượng khác rồi, cho nên thêm ông thần Nebuchadnezzar nữa thì đâu có gì đâu. Và chúng ta thấy rằng điều này cũng đâu có lạ gì đâu, phải không ạ? Ngày hôm nay có những cái hình thức, đặc biệt là ở trong những quốc gia cộng sản trước đây hoặc là hiện nay, thì chúng ta thấy rằng đó, vị lãnh tụ của họ đó luôn luôn được coi như là một vị thần sống vậy đó, sống mãi luôn nữa. Không giống như ở đây chúng ta thấy các quần thần của Nebuchadnezzar đã khi mà tung hô vạn tuế gì phải không, thì tung hô ở đây là vua sống đời đời, vua sống đời đời. Họ chúc tụng Nebuchadnezzar là vua sống đời đời, vua nào mà sống đời đời. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, chỉ có vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa của chúng ta thì mới sống đời đời thôi à. Chứ còn vua nào trong trần thế này sống một đời thôi chứ mà đời đời gì, mà có khi đời đó ngắn ngủi nữa, không ai biết được. Đừng có nhìn thấy những cái lăng tẩm kim tự tháp của các hoàng đế Ai Cập, hay là ngày hôm nay cũng có nhiều thứ lăng lắm, rồi chúng ta thấy cái xác nằm đó chúng ta tưởng mấy người đó sống đời đời, không có. Nhưng mà chúng ta thấy rằng người ta tôn thờ những cái điều như vậy. Và bây giờ ở đây nó cho chúng ta biết rằng mọi cái điều đó là giả tạo, là giả dối mà thôi. Phải nhận ra cái điều đó. Nhưng mà cái vấn đề chúng ta ở đây thì chúng ta đâu có tôn thờ thần tượng nào hay là thần tượng của một cá nhân con người nào, đúng không? Nhưng mà hãy cẩn thận, bởi vì chúng ta biết rằng những thứ chủ nghĩa rồi tiền bạc ngày hôm nay nó chính là những cái vị thần được tạo nên, không phải đặt ở bên ngoài mà nó ở trong cái ngai lòng của chúng ta. Và nó luôn luôn tìm cách để thế vị Đức Chúa Trời trong ngai lòng của con người. Có lẽ đối với những người ngoại đạo không có Đức Chúa Trời thì cái chuyện đó thì họ là tự nhiên thôi. Nhưng mà là con cái của Chúa, chúng ta phải suy nghĩ về điều này. Hỏi quý bạn chị em, khi chúng ta lật đổ thần tượng này khỏi đời sống của chúng ta đó, thì nó sẽ tấn công chúng ta bằng nhiều hình thức. Nhưng mà hãy cứ vững lòng, bởi vì đấng ở trong chúng ta là mạnh hơn kẻ ở trong thế gian này. Người ta ghi nhận rằng vào năm 1960 ở tại một xứ Phi Châu là Ghana, thì ông tổng thống đương thời đó, ông cũng đi theo cái kiểu này, ông đọc Kinh Thánh luôn nữa, rồi ông áp dụng Kinh Thánh theo cái kiểu của ông. Cho nên ông đã tạo một cái pho tượng rất lớn của chính mình, coi nó uy nghiêm rồi ghê lắm, và ông đặt ở ngay trước cửa tòa nhà quốc hội của Ghana. Và ở dưới cái bục á, thì ông lấy một lời Kinh Thánh ông sửa đổi lại để ông nói rằng đó, hãy tìm kiếm nền chính trị, trước nhất hãy tìm kiếm nền chính trị của quốc gia, rồi thì các ngươi sẽ được cho thêm mọi điều khác nữa. Chúng ta thấy câu này quen phải không? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 đó, Chúa nói trước nhất hãy tìm kiếm nước Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều khác nữa đó. Ông ta chỉ sửa lại, thay vì là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì là tìm kiếm nền chính trị của quốc gia. Tức là tôn thờ chính ông, và tất cả mọi cái sắc lệnh nào đó mà ông đưa ra đó, thì rồi sẽ được thêm nhiều cái điều khác nữa. Và đặt ở ngay tòa nhà quốc hội của Ghana. Nhưng mà rồi 6 năm sau, vào năm 1966, thì cái ông này bị lật đổ. Người ta giật sập cái pho tượng đó, và tất cả mọi cái đều tan biến ra hư không hết trơn. Trong khi những cơ đốc nhân và hội thánh ở tại Ghana thì vẫn cứ tiếp tục rao truyền tin lành và mở mang hội thánh tại quốc gia Ghana này. Cho nên đây là một điều mà chúng ta phải luôn nhận biết rằng chúng ta chỉ có một thần để thờ phượng là Đức Chúa Trời mà thôi. Và đừng có sợ hãi trước bất kỳ một cái áp lực nào, bất cứ một cái mua chuộc nào mà nó có thể đề nghị chúng ta trong sự thỏa hiệp. Chúng ta hãy suy nghĩ coi, bây giờ ở đây nó có thể là sẽ có nhiều những lời bào chữa lắm,
có thể là có nhiều lời bào chữa để nói, thí dụ như ba bạn Hebrew có thể nói rằng á, thì bây giờ không có cái ông Daniel nữa đây, không có ông mục sư Daniel, chỉ có mình à, mà giờ ở giữa cái dân ngoại đạo mà cái vị thế của mình thôi thì mình nhượng bộ một chút, đâu có gì thì ghê gớm đâu, kệ nó sắp mình xuống một lần thôi, bởi vì nếu không bị quăng vào lò lửa mình chết rồi, sau này ai nói về Đức Chúa Trời, ai làm chứng cho họ. Cho nên bây giờ nhằm tạo điều kiện kết thân với những con người này để rồi mình sẽ có cơ hội nói về Chúa, làm chứng về Chúa cho họ, thôi bây giờ mình bắt tay họ chút xíu đâu có sao. Đó có thể là một lời nghe cũng có lý à. Nghe cũng có lý à. Với lại bây giờ cái thần tượng này nó là hư không, thiệt ra nó không, nó phải thần. Tượng của ông Nebuchadnezzar nó đâu phải thần, thì mình quỳ xuống chút, nó có nghĩa gì, nó là thần tượng là hư không, cho nên mình có quỳ xuống cũng ăn thua vậy đó. Tại vì nó đâu có cái thần đó đâu. Ngày hôm nay có nhiều người cũng nói như vậy á. Thì đây thì cũng chỉ là vấn đề thuộc về văn hóa thôi, đâu phải là vấn đề tín ngưỡng, đâu phải vấn đề niềm tin gì, nó là văn hóa của xã hội, của dân Babylon. Thì nhập gia tùy tục, đáo gian tùy khúc gì đó à, cho nên người ta có thể nói như vậy để mà người ta thỏa hiệp. Thế nhưng chúng ta thấy rằng ba bạn Hebrew thì có một cái nhận thức khác. Ông nhận biết Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời ở trong lòng mình. Nếu Đức Chúa Trời ngự trên ngai mà chúng ta để cho Đức Chúa Trời cúi đầu xuống trước một cái thần tượng, chúng ta đang xúc phạm Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời không phải chỉ là ở trên trời, mà ngày hôm nay tất cả những người nào có Chúa trong cuộc đời của mình thì Ngài ngự trong ngai lòng của chúng ta, Ngài ở trong đời sống của chúng ta. Dứt khoát không có sự thỏa hiệp, không có thể nào không có thỏa hiệp gì giữa Belial và Đấng Christ, giữa Chúa và ma quỷ. Dứt khoát không có cái chuyện đó. Phải nhớ rằng Đức Chúa Trời ở trong đời sống của chúng ta, và đó chỉ là một cái cơ hội để chúng ta có thể bày tỏ Đức Chúa Trời đang ngự trong ngai lòng của chúng ta. Đừng có truất phế Ngài để thế vị Đức Chúa Trời bởi bất cứ một cái loại thần tượng nào, thứ chủ nghĩa nào đó. Và quý bạn chị em ơi, ngày hôm nay người ta đề cao tất cả những cái điều gì đó thuộc về con người, quyền tự do của con người, tự do cá nhân, chủ nghĩa cá nhân cực đoan ở tại nước Mỹ này. Họ coi tất cả những cái gì thuộc về con người á, nó phải đứng lên hàng đầu và người ta phải tôn trọng nó. Có đúng vậy không? Cho nên bây giờ chúng ta có thể thấy ví dụ như cái vấn đề giới tính thì phải tôn trọng cái quyền tự do cá nhân của người ta. Người ta muốn theo giới tính nào thì đó là quyền của người ta. Người ta muốn lập gia đình thì đó với ai đó là quyền của người ta. Rồi bây giờ nếu mà mang thai ở trong bụng mẹ thì nó thuộc về một phần cơ thể của tôi toàn quyền ở trên nó. Tôi muốn giữ là giữ, mà muốn giết là giết, đó là quyền của tôi. Đó, người ta tôn trọng cái chủ nghĩa cá nhân cực đoan như vậy trong cái thế giới này. Rồi bây giờ người ta muốn làm gì ta làm à. Và ở trong thế giới này chúng ta đang đối diện trước một trận chiến thuộc linh. Và quý bạn chị em ơi, nó giống như một cái câu chuyện á, để thấy cái sự hư không của chủ nghĩa nhân văn hay là những cái sự đề cao về con người á. Câu chuyện kể lại về một ông hoàng đế gặp phải một tay đại lừa bịp. Tên này nói rằng tôi là một thợ may xuất chúng, bởi vì tôi là con của các thần, cho nên các thần đã hướng dẫn tôi, giúp tôi để làm ra một cái bộ áo đẹp vô cùng. Nó là một cái bộ áo độc nhất vô nhị, nó đẹp vô cùng nhưng mà nó vô hình. Ông ta mới đem cái móc áo ra, ông ta để đó, nhìn lên không thấy, chỉ thấy cái móc áo thôi, nó là vô hình. Mà cái chiếc áo này chỉ có những con người nào thông minh, những con người nào hết sức khôn ngoan, đầy tài trí thì mới nhìn thấy cái chiếc áo đó. Xin hỏi là hoàng đế có thấy cái chiếc áo đó không? Bởi vì những kẻ dại dột thì không thể nào thấy được. Chỉ có những người khôn ngoan, thông minh, xuất chúng gì mới thấy được cái áo đó. Bây giờ ông vua ông nói không, ta không thấy, thì như vậy thì ông nhận mình là cái người ngu dốt hơn là cái người này kia, đúng không? Cho nên ông nói tôi thấy chiếc áo đẹp quá ha. Đó, rồi cái nói vậy thì vua hãy mặc cái chiếc áo này. Đó, mặc cái chiếc áo này. Thế rồi ông vua có lý là ông mới xách cái chiếc áo cầm nó đem vô để trong cái tủ áo trân trọng lắm. Rồi đến để khoe cái chiếc áo độc nhất vô nhị của mình cho tất cả thần dân luôn được biết.
thì ông ta mới cho triệu tập không những là những quần thần nhưng mà còn dân chúng đồ nữa tập trung lại. Thế rồi ông ta mới lấy cái chiếc áo đó mặc vô à. Rồi ông đi ra trước mọi người, ông đi tới, ông đi lui mà không biết mình đang trần truồng ở trước mặt mọi người. Nó là giả dối, nó là hư không. Ngày hôm nay chúng ta đừng có thấy cái áo bằng vàng giống như là khoác trên pho tượng của Nebuchadnezzar rồi chúng ta tưởng khi người ta tôn cao những cái gì đó thuộc về con người, tôn cao những cái điều gì đó thuộc về lạc thú đời này, thuộc về cái sự giàu sang phú quý của đời này, mà chúng ta bị đánh lừa. Cho nên chúng ta phải biết rằng nó chỉ là hư không, nó chỉ là tạm thời thôi. Chúng ta phải sáng suốt ở trong tất cả những điều này, phải đặt nó trong đúng cái vị trí của nó, chứ không phải là khoác nó trở thành một thứ thần tượng để đặt nó vào trong ngay lòng của chúng ta. Cho nên nguyện Chúa dùng những lời này để giúp cho chúng ta có thể nhận biết được. Và quý bạn chị em ơi, chúng ta tưởng cái chuyện này chỉ có giống như là trong thời lịch sử xa xưa của Cựu Ước, hay là đây cũng chỉ là một cái câu chuyện về cái chiếc áo thần diệu của hoàng đế gì đó, có chẳng qua là câu chuyện ngụ ngôn chứ đâu có thật đâu. Nhưng mà có những chuyện nó có thật, quý bạn chị em. Ngày hôm nay nếu mà chúng ta theo dõi, chúng ta sẽ thấy như thế này nè. Trong nhiều năm nay rồi, ở tại nước Mỹ này và ở nhiều quốc gia khác ở trên thế giới, có ít nữa là 75 thành phố trên nước Mỹ và trên 20 quốc gia trên thế giới này, mỗi một năm họ tổ chức một cái buổi rất là đặc biệt, là đi xe đạp mà khỏa thân. Tại Mỹ này nè, 75 thành phố hơn, hàng năm đều tổ chức như vậy. New York, Chicago, rồi Seattle, Oregon gì đó. Mà Oregon là làm mạnh lắm. Rồi nó lan ra ở bên cái vùng của Washington State, ở tại thành phố Seattle. Họ tập trung lại hàng ngàn người đi xe đạp hoàn toàn là khỏa thân. Họ nói rằng chúng ta được tự do và chúng ta là giống như thời của Adam Eva vậy đó, cái thời mà giống như là tốt lành, thanh sạch đồ này, không có gì để mắc cỡ đó, không có gì để hổ thẹn đó. Cho nên là họ muốn chứng tỏ ra là cái con người của mình và cái quyền của mình nữa. Chúng ta muốn mặc cái gì mặc, mà không muốn mặc thì đó là quyền của chúng tôi. Và họ tổ chức những cái chương trình như vậy đó. Hẳn nhiên bên đó nó còn khoác lên một số những cái vẻ giống như là cao đẹp đó, là để lên cái tiếng nói đấu tranh cho cái vấn đề mà khí hậu tốt lành rồi cái này cái nọ đó, ha, chống lại đối với những cái thứ mà khí thải nó có thể làm tổn hại đến cái bầu khí quyển đất nước đó, đấu tranh cho cái vấn đề đó. Rồi nhiều cái lý do khác xem ra nghe thì nó có vẻ chà cũng có lý ha, mấy người này cũng có chính nghĩa nữa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cứu khánh không có biện minh cho phương tiện được. Đưa ra một cái mục đích tốt nhưng mà cái cách anh làm quái gở quá mà. Cho nên chúng ta biết rằng đó, ở đó là những con người thật ra luôn, chứ không phải chỉ là chuyện huyền thoại, ngụ ngôn, mà là những con người khỏa thân đi đầy ngoài đường cho mọi người nhìn. Và họ cố tình để cho người ta nhìn và quay phim, chụp hình, lên internet tùm lum hết trơn á. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một cái thế giới nó bại hoại như vậy. Và coi chừng á, chúng ta giống như cái con ếch mà nó bị bỏ ở trong cái lò, ở trong cái nồi nước sôi á, nhưng mà chưa phải là sôi, nước nó nóng lên từ từ, từ từ. Lúc đầu thấy nước lạnh ha, để trên cái lò mà, rồi lát nữa nó ấm ấm, chà, ấm ấm cũng có lý ha. Rồi nó lên, độ nó lên từ từ thôi, đến hồi nó chín luôn rồi, lúc đó là muộn rồi. Và chúng ta coi chừng, vì tiếp xúc nhiều quá với cái điều đó, nó có thể làm cho chúng ta sợ hãi. Xin lỗi, nó làm chúng ta quen thuộc, rồi chúng ta thỏa hiệp, rồi chúng ta tiếp nhận nó luôn. Chúng ta cũng thấy được một trong những cái điều trăn trở mà chúng tôi, những người có trách nhiệm, những người lãnh đạo trong hội thánh có lúc ngồi lại để nói đến một trong những cái nguy cơ mà có thể nói rằng những người lãnh đạo trong hội thánh
hay là các bậc phụ huynh trong gia đình nếu có ý thức thì họ đang trăn trở về cái thế giới mà con em của mình ngày hôm nay đang sống. Thứ nhất là Internet với rất nhiều những cái phương tiện. Rất nhiều những cái phương tiện mà đôi khi ngày hôm nay các bậc cha mẹ vì có quá bận rộn không có thời giờ kiểm soát được đối với con cái của mình, để nó tự do nó sử dụng mấy cái đó, rồi nó sử dụng bậy bạ. Và hồi nữa, khi nó đi học á, thì chúng ta biết rằng ở trong trường ngày hôm nay đó, người ta đã xóa bỏ rất là nhiều điều, cấm không cho những cơ đốc nhân được cầu nguyện, không được để những cái bảng 10 điều răn ở trong nhà trường nữa. Và chúng ta cũng thấy được một điều đó là họ bỏ về cái thuyết sáng tạo ra khỏi cái chương trình học của các em. Thế vào đó là họ lại đưa cái thuyết tiến hóa vào để cho các em phải học. Và họ nói rất là nhiều những dạy dỗ, rất là nhiều điều. Rồi trong thực tế chúng ta cũng thấy rằng đó là những đứa bạn thì bây giờ có những đứa đó thì cái kiểu mà nó kết bạn đồng giới. Mà chúng ta biết là ngày hôm nay nó có những cái trường hợp là thí dụ như đứa con gái nó lớn lên ở cái tuổi thiếu niên thôi, mà nếu mà nó, xin lỗi là nó vẫn còn giữ được cái trinh tiết của nó đó, thì bị lên án. Chắc mày cũng thuộc cái loại xấu xí hay là có vấn đề sao đó, không ai thèm cho nên bây giờ mới còn cái đó. Nó tự hào về cái chuyện mà ở tuổi vị thành niên, tức là chưa thành niên nhưng mà ở trong cái tuổi đó là nó có thể ăn nằm với người khác phái. Nó coi như đó là chuyện tự nhiên. Rồi bây giờ còn là kết bạn đồng giới nữa, rồi nó loạn giới luôn nữa, chuyển giới gì đủ thứ chuyện ở đây, nhưng mà nó coi như là cái chuyện bình thường. Và chúng ta biết rằng nhiều khi con em của mình nó quen trong cái môi trường đó rồi thì nó sẽ nhìn thấy cái điều này là bình thường. Bây giờ luật pháp ở nhiều tiểu bang cũng cho phép cái điều đó, nó thấy cái điều đó nhăn nhãn ở trên phim ảnh trước đây á. Ai mà chúng ta biết rằng khó là một cái tài tử nào mà đóng cái vai đồng giới đó, nhưng mà bây giờ nó đầy dẫy đó, kịch nghệ hay là cái gì đó thì coi như đó là chuyện rất là bình thường. Và chúng ta thấy rằng các em nó được đặt ở trong cái môi trường, cái bối cảnh đó thì nó thấy cũng bình thường, đâu có gì đâu. Thậm chí nhiều khi mình dạy dỗ trong hội thánh là Đức Chúa Trời Ngài lên án những cái điều đó, thì nó sao kỳ, đâu thế giới văn minh ngày hôm nay không có như vậy. Người ta tôn trọng những cái điều đó. Và tôi còn nghe nói rằng đó, người ta đang bàn để có thể đưa ra, có thể thôi, người ta đang bàn để có thể đưa ra một cái xác lệnh, đó là khi mà sanh một đứa trẻ ra đó, không, cái khai sanh của nó không được phép để giới tính của nó, cho đến khi nó lớn lên chính nó sẽ chọn lựa là nó muốn thuộc về giới tính nào. Nghĩa là một cái thế giới bại hoại sa đọa như vậy đó, mà chúng ta thấy rằng đó, trong cái thế giới này chúng ta không được phép thỏa hiệp. Đây là cái lúc mà nó thử thách đức tin của chúng ta nhiều lắm. Và cái cường độ của nó càng lúc càng áp chế, càng gia tăng dữ dội ở trong đời sống đức tin của chúng ta và kể cả các con em của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng đó, người ta coi như cái chuyện là nếu mà mình có thể xem nhẹ Đức Chúa Trời một chút thì nó cũng đâu có gì ghê gớm đâu, chắc Đức Chúa Trời cũng biết, Ngài thông cảm mà, đâu có sao, tại vì nó hoàn cảnh nó như vậy Chúa ơi, cho nên là thông cảm. Tôi thật là có lòng cảm kích và rất là trân quý đối với nhiều con cái của Chúa. Trong những cái cơ hội, thí dụ như những kỳ lễ mà được nghỉ nhiều ngày á, họ có thể đi tị nạn qua bang khác, vì ở đây bang này mùa hè đỏ lửa cho nên là đi tị nạn. À, thì đi tị nạn đi chơi chỗ nào đó. Và hồi có những người á, gần đây thôi, giống như hồi tuần lễ vừa rồi, là cũng là một kỳ nghỉ dài, cũng có rất nhiều gia đình, nhiều con cái của Chúa họ đi Cali chơi chẳng hạn. Ngày Chủ nhật họ có thể ở lại tại đó, ở tại cái chỗ mình đi du lịch nghỉ ngơi gì đó. Có nhiều người cũng trung tín là vẫn tìm một cái hội thánh nào đó ở gần để có thể đến thờ phượng Chúa, và cũng có dịp thông công với anh chị em trong các hội thánh ở các nơi. Nhưng mà rồi có những người họ quyết định là
họ trở về. Họ trở về ở đây tại vì họ biết trong cái mùa lễ lớn như vậy thì có nhiều người sẽ cũng đi chơi cho nên hội thánh sẽ vắng. Và họ nhận thức được mình là một thành phần và có ảnh hưởng trong hội thánh. Chúng ta phải nhớ như thế này quý bạn chị em, mỗi một người trong chúng ta ở đây đều có một cái tác động ảnh hưởng trên người khác, hoặc tích cực hoặc tiêu cực. Chúng ta đừng nghĩ rằng không mở chợ cũng đông, cho nên là tôi có bỏ một buổi hay là nghỉ một buổi đâu có sao đâu. Chúng ta đều có một cái ảnh hưởng trên người khác về bất cứ điều gì chúng ta làm ở trong đời sống của mình, hoặc tốt hoặc xấu. Và những anh em đó đã bằng lòng trở về vào đêm thứ bảy, 2-3 giờ sáng mới về tới đây. Và chúng ta biết vậy, về chuẩn bị này kia nọ đi lên ngủ thì chắc cũng 4-5 giờ sáng nếu mà dễ ngủ. Rồi sáng ra là phải tranh thủ để đi tới đây để mà thờ phượng Chúa với hội thánh. Họ muốn làm gì? Họ phải nhóm với hội thánh nhà để khích lệ các con cái của Chúa. Đó quả là những con người mà chúng ta đáng phải trân trọng, tôn quý vì đức tin của những người đó. Có vẻ như họ làm không ai thấy, nhưng mà họ đã trả một giá. Họ bằng lòng cắt đi những cái niềm vui nào đó trong đời sống của mình để cho Đức Chúa Trời được vui, để cho hội thánh được vui. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cũng thấy được rằng đôi khi chúng ta có thể xem nhẹ Đức Chúa Trời, nó đâu có sao, Chúa Nhật nghỉ buổi hay gì đó, Chúa lại giờ khó khăn quá cũng cần, cho nên Chúa Nhật cũng phải, Đức Chúa Trời chắc thông cảm. Quý bà anh chị em, khi chúng ta làm điều đó, những người ngoại chung quanh chúng ta họ nhìn chúng ta thì họ nói gì? Một lần sắp mình xuống thôi trước pho tượng chứ đâu phải gì ghê gớm đâu. Thì bây giờ họ sẽ đánh giá niềm tin của chúng ta như thế nào? Họ sẽ nói rằng Đức Chúa Trời của những người này không đáng tôn trọng, bởi vì họ tôn trọng một thần khác, họ tôn trọng những điều khác hơn cả Đức Chúa Trời của họ. Cho nên nguyện Chúa cho chúng ta thấy đây là một cái giá phải trả. Quý bà chị em ơi, có một lần một mục sư, chúng ta nói có thể có một số người biết, một số người không biết, nhưng mà có vấn đề không cần biết người đó là ai, nhưng mà người này là một mục sư. Và rồi ở trong nước á, trong một lần á thì một vị giám mục của giáo hội Công giáo La Mã qua đời, cho nên họ mới tổ chức một giám mục lần mà, cho nên là họ tổ chức tang lễ gầm rộ lắm, rồi rước kiệu rồi đưa quan tài đi, đám tang của họ là đầy đường phố, hàng ngàn giáo dân đi theo. Rồi bây giờ khi mà tổ chức tang lễ thì có giới chức của nhà nước đồ này, chính quyền rồi cũng tới, rồi họ cũng mời các tôn giáo bạn đồ tới trong cái buổi lễ tang đó. Và chúng ta biết rằng giáo hội Công giáo kể từ Công đồng Vaticano II họp vào năm 62 và kết thúc năm 65 á, thì họ có rất nhiều những thay đổi. Một trong những cái thay đổi của họ đó là trước đó thì họ cấm không có được thờ cúng cho dù là con người, ông bà hay là bất cứ một thần linh nào khác. Nhưng sau công đồng đó thì bây giờ họ cho phép cái điều này trong hàng ngũ giáo dân mà họ đưa vào ở trong giáo đường Công giáo luôn nữa. Cho nên khi mà họ làm tang lễ cho vị giám mục này á, thì họ để một cái lư hương, tên đó cắm nhang trước di ảnh đồ này kia rồi đó, quan tài của ông đó. Rồi bây giờ những khách tới viếng cái gì đi vô phát cho mỗi người cái nhang, rồi chỉ cần là đi lên đứng xá xá gì đó rồi cắm cái nhang vô là xong, coi như một cái nghi thức bây giờ trước bàn dân thiên hạ ai nấy nhìn vô nè. Cho nên là điều đáng tiếc là có một mục sư ở một cái vị trí cao ở trong giáo hội chứ không phải là thấp, vì có thể nói là vị nể đối với những người chung quanh mình, cho nên cầm cái nhang lên cũng xá xá cắm vô, không có xá, hình như không có xá mà lấy cắm vô. Mà ngày hôm nay người ta quay phim người ta đưa lên và nó trở thành một cái scandal trong một suốt một thời gian rất là dài. Và có những vị mục sư gọi phone họ nói chuyện với tôi về cái chuyện như vậy. Thì bây giờ mình phải làm sao? Tôi mới kể cho họ một câu chuyện thôi. Một lần ở tại đây nè,
trong một cái buổi lễ tưởng niệm được tổ chức ở trong các tổ chức cộng đồng của Arizona. Và cái lần đó thì có vị tướng Lê Minh Đảo cũng đã có đến tham dự. Trong hội thánh chúng ta thì có ông Thăng, cũng có rất nhiều những người khác cũng tham dự trong buổi hôm đó. Và trong cái buổi lễ tưởng niệm như vậy đó thì chúng ta biết rằng đối với những cái tổ chức cộng đồng, mỗi khi họ làm là thôi cũng đầy dẫy những cái hình tượng, thần tượng, rồi bàn thờ, đủ thứ chuyện ở trong đó. À, thì bây giờ họ mời các đại diện các tôn giáo sẽ có lời phát biểu, rồi có lời cầu nguyện tùy theo cái niềm tin của mình. Thì tôi có nói với cái người mà đại diện để mời tôi tham dự đó, tôi nói xin vui lòng nói trước với ban tổ chức là tôi sẽ không có dự phần gì vào ở trong cái vấn đề mà nghi lễ, nghi thức mà thờ lại, cúng tế. À, thì đó, bởi vì đó là niềm tin của chúng tôi và xin nói trước như vậy. Đó. Thì người này nói dạ được, nhưng mà về không có thuật lại vì có lẽ là muốn kéo mình để mình đi, nhưng mà không có nói cái điều đó với ban tổ chức. Cho nên khi đến ở tại nơi đó rồi đó thì ngay cả đi vô là mỗi người được phát một cái nhang. Có những nhà sư á, rồi nhiều người khác nữa, họ đi họ phát nhang cho tất cả mọi người tham dự, ai nấy đều cầm cây nhang để rồi cắm ở trên cái lư hương thôi, trước bàn thờ. Thì tôi là dứt khoát từ chối. Không. Nhưng mà tới chừng khi mà kêu gọi từng người lên đại diện của các tôn giáo phát biểu á, đến phần tin lành thì có mình là mục sư thôi, mời tôi lên, nhưng mà cái microphone để đặt trước cái bàn thờ, bao nhiêu máy ảnh, máy quay phim gì nó hướng vô, thì tôi mới nói rằng đó, xin vui lòng đưa cái microphone ra phía bên góc này, và tôi tránh không có đứng trước bàn thờ. Họ nài ép tôi, nhưng trước bao nhiêu người tôi dứt khoát không, tôi đứng bên đó, không thể đứng bên này được, nếu không thì chắc tôi xin mời người khác. Tôi cũng nói thẳng luôn vậy, mất lòng chịu, dứt khoát không nhường bộ. Tôi chỉ cần kể câu chuyện đó thôi. Không có liên tôn gì trong chỗ này mà mình phải thỏa hiệp hết trơn á, để có thể được sự tôn trọng của con người. Những cái điều đó chúng ta biết rằng á, mình sẽ làm buồn lòng nếu không muốn nói chúng ta xúc phạm đến danh của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình. Tôi là đền thờ của Đức Chúa Trời đang ngự, không thể sắp mình xuống trước đền thờ hay là bàn thờ ngoại đảo được. Cho nên á, chúng ta thấy đây là những cái điều mà chúng ta phải trả giá cho đức tin. Có nhiều điều chúng ta không thể tham dự vào được và không thể thỏa hiệp được. Phải nhớ là không có thỏa hiệp luôn. Không có chuyện mà giống như là ráo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục gì ở đây đó. Nếu không chúng ta sẽ trở thành một cái kẻ là đi với bục mặc áo cà sa mà đi với ma mặc áo giấy thôi. Một cái giả hình mà Đức Chúa Trời ghét lắm. Bởi vì cái điều đó chúng ta đã xúc phạm đến chính Đức Chúa Trời. Ngay trong cái đời sống của chúng ta nó có những cái điều như vậy. Quý bà chị em ơi, chúng ta thấy rằng ở giữa những cái cơn lửa, lò lửa như vậy đó, nó sẽ có thể xảy ra giống như là mỗi năm chúng ta ở đây về mặt thời tiết, chúng ta cũng phải trải qua mấy tháng của cái mùa hè đỏ lửa như vậy đó. Thì ở đây nó cũng nói lên cho chúng ta thấy rằng những thử thách của đức tin nó cũng sẽ đến ở trong cuộc sống của chúng ta thôi. Nhưng mà phải biết rằng đó chính là lúc để chúng ta bày tỏ đức tin của mình mà tôn cao Đức Chúa Trời của chúng ta. Phải nhớ như vậy. Chúng ta là sự sáng soi trong nơi tối tăm. Cho nên đừng có lấy làm lạ tại sao sự tối tăm nó đến với mình. Hay là Chúa đưa mình vào trong một cái nơi tối tăm. Đưa mình vào trong cái nơi tối tăm đó không phải là để mình tối tăm, mà để chúng ta chiếu sáng ra. Cho nên chúng ta biết rằng đó, lửa thử vàng nhưng mà gian nan thì thử đức tin của chúng ta. Và trong những cái lúc như vậy nó bày tỏ ra con người chúng ta có đức tin hay không. Ngay cả cái Chúa Nhật là ngày thánh mà chúng ta biệt riêng ra để hiệp lại với hội thánh trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta phải coi nó là quan trọng. Bởi vì không phải vì cớ con người để khích lệ nhau mà thôi, nhưng mà còn vì cớ Đức Chúa Trời nữa. Nếu chúng ta trung tín điều đó, mọi người chung quanh chúng ta nói người này đúng, Đức Chúa Trời của người này thật đáng tôn quý, người ta sẽ tìm hiểu có tại sao mà chúng ta có thể bằng lòng trả giá từ bỏ nhiều điều để chúng ta chỉ là đi nhóm lại vào Chúa Nhật để thờ phượng Chúa Trời.
Còn nếu không người ta cũng sẽ nhìn thấy chúng ta là ôi, họ cũng chả có coi Đức Chúa Trời họ ai gì đâu, cuối cùng thì tiền bạc nó vẫn là đứng hàng số 1. Những cái cuộc vui đứng vào hàng số 1. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta giữ sự trung tín vì cớ Đức Chúa Trời của mình. Và chúng ta phải nhớ rằng đó, Đức Chúa Trời không có hứa là Ngài sẽ giữ chúng ta khỏi lò lửa, nhưng Ngài hứa rằng Ngài sẽ ở với chúng ta trong lò lửa. Lúc ban đầu chúng ta đã đọc lời của Chúa ở trong sách tiên tri Ê-sai đó, thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời Ngài đã nói với dân sự của Ngài mà khi nãy chúng ta đọc đó, khi ngươi vượt qua các dòng nước ta sẽ ở cùng, khi ngươi lội qua sông sẽ chẳng che lấp, khi ngươi bước qua lửa sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời, người đấng thánh của Israel, cứu Chúa ngươi. Cho nên chúng ta thấy rằng Ngài hứa Ngài sẽ ở với chúng ta khi vượt qua những dòng nước của biển Đỏ, của sông Giô-đanh, của biển Ga-li-lê, ban đêm bão tố. À, khi chúng ta vượt qua những cái lò lửa, thì Chúa hứa rằng Ngài sẽ đi với chúng ta và lửa không thể làm cho chúng ta bị cháy xém, không thể làm hại chúng ta được. Vì Ngài là cứu Chúa của chúng ta. Chúng ta thấy ba bạn Hebrew khi mà nghe nói về cái việc này đó thì họ cũng không có phải là những kẻ cực đoan trong niềm tin để nói rằng Đức Chúa Trời sẽ cứu chúng tôi. Đức Chúa Trời có thể cứu chúng tôi. Tin vào Đức Chúa Trời rất tùy cái sự khôn ngoan trong cái chương trình, cái ý chỉ tốt lành của Đức Chúa Trời, có khi Ngài cho phép họ cũng phải trả một giá nào đó. Nhưng họ nói rằng Đức Chúa Trời có thể cứu chúng tôi. Mà cho dù Đức Chúa Trời không cứu chúng tôi khỏi lò lửa hực, thì chúng tôi cũng không sắp mình xuống trước pho tượng của vua. Nói một cách rất là dứt khoát, lập trường rõ ràng, không có khoan nhượng cái gì ở chỗ này hết trơn. Và chúng ta thấy điều gì? Trong trường hợp này chúng ta thấy rằng đó, Đức Chúa Trời sử dụng ngay cả cái ngọn lửa hủy diệt đó để rồi nó hủy diệt những cái dây trói đối với ba bạn Hebrew. Nó chỉ hủy diệt cái đó thôi để họ được tự do. Ngài sẽ giải cứu chúng ta ra khỏi những cái gì mà nó có thể cột trói chúng ta, nó cầm giữ chúng ta đó. Chúa sẽ hủy diệt nó, bứt rứt tất cả những cái điều đó. Còn những cái kia nó chỉ làm cho đức tin của chúng ta nó được bày tỏ ra một cách sáng chói thôi. Nhưng nếu trong những lúc nào đó mà chúng ta đối diện với một cái lời mời gọi để thỏa hiệp, một cái áp lực gì đó đối với đức tin chúng ta để chúng ta nhượng bộ, mà chúng ta cúi mình xuống, chúng ta nhượng bộ đó, giống như lời của Chúa ở trong Châm Ngôn đoạn 24 có một câu nói rằng nếu con ngã lòng trong ngày hoạn nạn thì sức lực con nhỏ mọn thay. Tại vì cái hoàn cảnh đó nó chỉ bày tỏ ra cái mức độ hay là cái tình trạng đức tin của chúng ta mà thôi, để chúng ta nhận biết được nếu có những lúc chúng ta cũng yếu đuối. Phải lúc nào ta cũng mạnh mẽ, có thể chúng ta có lúc vấp ngã ngay trước những cái cám dỗ như vậy. Nhưng mà chúng ta phải trỗi dậy, Chúa ơi con yêu nước trong này, bây giờ xin Chúa cho con biết rằng sự đắc thắng ở trong Ngài. Và chúng ta hãy tái lập lại một cái mối tương giao mật thiết với chính mình Chúa đi. Thì chúng ta sẽ thấy có một năng lực giúp cho chúng ta có thể được đắc thắng. Và tôn cao Chúa rồi nó sẽ làm cho giống như vua Nebuchadnezzar và cả quần thần của Babylon đó. Bây giờ đó thì họ nhận biết Đức Chúa Trời là đấng cao cả và họ tôn quý danh của Ngài. Họ nhận biết chúng ta là những con người xứng đáng. Nó cũng giống như một cái câu chuyện mà tôi được nghe kể lại bởi một vị mục sư Đại Hàn nữa. Và kể lại rằng đó, trong cái thời mà trước á, ở tại Triều Tiên, và chúng ta biết rằng Bắc Hàn á, thì nó là một xứ cộng sản và nó diệt tôn giáo hết. Thì trong một lần nó tấn công vào một cái nhà thờ, thì nó bắt ra những cái người lãnh đạo, trong đó có các mục sư và có những tín đồ. Họ mới đem cái thập tự giá ở trên nóc của nhà thờ đó, họ quăng xuống dưới đất. Và họ nói rằng bây giờ các ông phải thể hiện cái lòng trung thành với đảng và nhà nước, bước qua cái thập tự giá này thì sẽ sống, nếu không chúng tôi sẽ bắn. Rồi nhiều người, có một số người bắt đầu bước qua, sẽ chết nên bước qua thập tự giá. Rồi sau đó điều đáng buồn là có mục sư bước qua nữa.
sư cũng bước qua để, trong khi một số những người khác thì họ còn lại nói thôi chúng tôi biết Đức Chúa Trời, chúng tôi không thể nào làm cái điều đó được. Và rồi họ ra lệnh bắn, họ phải bắn mấy cái người không chịu bước qua, bắn mấy người bước qua đó. Họ nói rằng các ông thờ phượng rồi á, rao giảng về vị thần, tôi chẳng cần biết Chúa của các ông là ai, nhưng mà các ông đã tôn quý đấng đó rồi, rao giảng về đấng đó, mà bây giờ trước cái áp lực này các ông chối bỏ, thì liệu các ông có trung thành với đảng và nhà nước của chúng tôi không? Các ông là những kẻ phản bội, cho nên giết luôn. Cho nên đây là điều mà chúng ta có thể thấy rằng đó, xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta giữ cái lòng trung tín của chúng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và hỡi quý bạn chị em, cho dù chúng ta ở trong cái hoàn cảnh nào, có thể lúc đó chúng ta thấy mình dường như xa hội thánh, chứ có một mình đối diện trước cái trận chiến như vậy, trước cái cám dỗ dữ dội, áp lực dữ dội như vậy đó, thì phải nhớ rằng ở đâu cũng có Đức Chúa Trời hết đó, Đức Chúa Trời thấy. Vấn đề là chúng ta nhìn xem Chúa. Và đừng có nói rằng bây giờ tôi tín đồ bình thường, hay là tôi là cái gì vị thế, hoàn cảnh gì gì đó, không có. Mình là người của Đức Chúa Trời, cao hơn tất cả mọi cái kẻ ở trong thế gian này. Cho nên là mình không có gì phải cúi đầu khuất phục đối với các thế lực đời này hết trơn á. Đối với cái con người không kính sợ Đức Chúa Trời, không có gì để chúng ta phải, chúng ta không có cực đoan quá kích để làm ra vẻ như này kia nọ. Nhưng mà chúng ta phải trung tín, trung thành trong cái niềm tin của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Và phải biết rằng đó là cơ hội để rao giảng về Chúa cho người ta. Cho nên chúng ta biết rằng đó, giống như cái câu chuyện của ông Moody, có lẽ là nhiều người trong chúng ta theo dõi lịch sử Hội Thánh thì cận đại này, hiện đại này, chúng ta cũng biết là có một sư Moody ở tại Chicago, bây giờ có một trường thần học ở đó. Ông chẳng qua là một nhân viên làm ở trong một cái cửa hàng bán giày thôi, thử giày cho người ta rồi này kia vậy đó, chứ cũng không phải là chủ gì hết trơn á. Một cái người có thể nói là rất là tầm thường, nhưng mà ông tin Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã dấy ông lên trong những cái công việc rất là lớn lao. Moody đã chinh phục hàng triệu người trở về với Chúa. Một trong những người mà ông đã đưa dẫn trở về với Chúa là Mordecai Ham. Mà ông này thì là một mục sư mà cũng không có xuất sắc gì hết trơn á, không có xuất sắc, không có nổi bật cái gì cả, nhưng mà là một mục sư rất là trung tín để nói, để rao giảng về Chúa. Và trong một lần rao giảng cho một thanh niên này tên là Billy Graham, hai cái ông tầm thường, ông Moody với ông Mordecai, không phải là những người xuất thân từ những hàng gì đó trí thức hay là có quyền thế nổi tiếng ở trong thế giới này, không có, những người rất là tầm thường, nhiều khi chức vụ cũng không nổi bật nữa, nhưng mà trung tín với Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết rằng đó, ông chinh phục một ông Billy Graham thôi, không phải là con cá nhỏ đâu, mà nó là con cá voi khổng lồ, cá mập cũng không bằng nữa. Cho nên là ông đã câu được cả một con cá lớn như vậy đó, vì về sau Đức Chúa Trời đã đại dụng đời sống và chức vụ của Billy Graham để khiến cho hàng triệu người trên khắp thế giới trở lại tin nhận Chúa. Vì Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta trung tín với Chúa trong việc nhỏ. Vì chúng ta thật ra không có biết rằng khi chúng ta trung tín trong việc nhỏ như vậy đó, Đức Chúa Trời có thể dấy chúng ta vào những cái việc lớn lao là như thế nào đâu. Phải nhớ rằng đó, lẽ ra mấy người này có thể trở thành những kẻ rất là tầm thường, ngay cả được hưởng đặc ân ở trong cái xứ tị nạn của mình đó. Nhưng mà bởi đức tin trung tín của họ, từ cái việc nhỏ Chúa đã nâng họ lên cái vị thế, trở thành những quan trưởng. Và riêng Daniel chúng ta thấy rằng còn trở nên tể tướng của đế quốc Babylon nữa, giống như Joseph vậy đó, ở tại Ai Cập vậy đó. Rồi chúng ta thấy gì? Bây giờ ba bạn Hebrew đứng trước cái sự thử thách đó, nhưng mà họ vẫn trung tín đối với Đức Chúa Trời. Thì bây giờ Đức Chúa Trời lại cần đưa họ lên những cái vị thế quan trọng hơn, và Đức Chúa Trời của họ cũng được thế giới ngoại đạo tôn trọng. Quyền Chúa cho mỗi một người trong chúng ta là một chứng nhân trung tín với chính mình Chúa, để tôn cao chính Ngài và làm cho người khác cũng phải tôn trọng Đức Chúa Trời của chúng ta bằng sự trung tín của mình. Chúng ta đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Là Chúa, có thể các anh chị em con cái của Chúa có những người phải trải qua một cái lò lửa nào đó,
Đức Chúa Trời biết chúng con có thể bị cầm giữ, chúng con bị trói buộc bởi một số những cái điều gì đó, có thể là thối hư, tật xấu. Chúng con có thể bị ràng buộc và nô lệ cho một cái điều gì đó mà chúng con chưa chiến thắng được nó. Có những cái nỗi yếu đuối về phương diện tiền bạc, về phương diện tình cảm, về phương diện vị trí nào đó. Là Chúa xin hãy giúp cho chúng con biết rằng vị trí mà trân quý nhất không phải đến từ sự tôn trọng của con người, từ tổ chức, mà là bởi Đức Chúa Trời của chúng con. Và Ngài là Đấng đã phán rằng nếu chúng con muốn làm một người lớn ở trong nhà của Đức Chúa Trời, trong nước thiên đàng, chúng con phải trở thành một kẻ nhỏ nhất. Chúng con phải là một tôi tớ. Như chính Ngài đã đến trong thế gian này, không phải để người ta hầu việc Ngài, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Ngài đã trở nên như một nô lệ, ngay cả đối với những con người thấp hèn của chúng con, nhưng đã được Đức Chúa Trời đưa Ngài lên nơi rất cao, đặt danh của Chúa lên trên hết mọi sự. Đôi khi chúng con muốn trèo cao mà chúng con không nhận biết được cái nguyên tắc của nước thiên đàng, đó là Chúa ơi, vị trí cao chúng con chỉ tìm được khi nào chúng con hạ mình xuống thấp. Càng thấp chừng nào chúng con sẽ được Ngài nâng lên một cái vị trí cao chừng ấy. Và cũng không phải vì cớ chúng con tìm kiếm cái vị trí cao, mà chỉ vì chúng con vì cớ yêu Ngài, yêu mến người khác, mà chúng con sẵn lòng bất cứ nơi nào mà Chúa đặt để chúng con một cách trung tín. Chúa ơi, ngày hôm nay có rất nhiều những cám dỗ mời gọi chúng con ở trong cái thế giới mà Chúa ơi, cái nền đạo đức đang suy bại. Chúng con cũng đặc biệt cầu nguyện cho vị tổng thống ở trên đất nước Hoa Kỳ này có một cái ảnh hưởng, có một cái quyền thế mà Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho, là Chúa yêu dấu. Ông là một người kính sợ Đức Chúa Trời, ông là một người bảo thủ vì muốn Chúa ơi giữ lại những cái điều gì đó trong truyền thống tốt đẹp, không những là của đất nước này mà là còn của những cái gì đã được xây dựng như là một nền móng đã làm cho đất nước này được thịnh vượng, được phát triển. Đó là Chúa ơi, họ đã thiết lập nó ở trên niềm tin nơi chính Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay người ta Chúa ơi làm nhỏ hơn, người ta muốn loại bỏ In God We Trust ra khỏi Chúa ơi các đồng tiền, nhưng mà cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài vẫn giữ điều đó. Và xin Ngài giúp cho chúng con, ôi Chúa, cũng nhớ đến các bậc cầm quyền để chúng con có thể cầu nguyện. Và xin Ngài ban ơn cứ tiếp tục giữ lòng kính sợ Đức Chúa Trời và đức tin ở nơi vị tổng thống. Xin Ngài ban ơn để ông Trump cũng sẽ là một cái người trung tín ở trước mặt Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ sử dụng cùng đại dụng ông để có thể ngăn trở, thậm chí là loại bỏ những cái điều gì đó chống nghịch lại đối với luật pháp của Đức Chúa Trời và danh vinh hiển của Ngài. Chúng con cũng xin Ngài ban ơn cho chúng con để trong cuộc sống thường ngày của chúng con, ôi Chúa, chúng con luôn phải đối diện trước rất nhiều những cái sự cám dỗ mời gọi chúng con thỏa hiệp để chúng con có thể được một số điều gì đó. Đôi khi điều này có thể hứa hẹn đem lại cho chúng con một cái cuộc sống dễ dàng hơn, nhưng mà Chúa ơi, cuộc sống dễ dàng không có nghĩa là cuộc sống có giá trị. Và giá trị chúng con đáng phải tìm cầu là giá trị được Đức Chúa Trời đẹp lòng chuẩn nhận, không phải của con người ngày hôm nay đang tìm kiếm. Cho nên xin Ngài giúp cho chúng con để chúng con giữ lòng trung tín của chúng con với Chúa. Con em của chúng con đang cần có những cái tấm gương của các bậc cha mẹ trung tín ở trước mặt Đức Chúa Trời. Xin Ngài cũng giúp đỡ cho chúng con để không phải chúng con ép buộc các con cái của mình phải làm việc này việc kia theo lời Chúa, trong khi chính mình lại coi thường nó, xem nhẹ nó. Nhưng xin Ngài giúp cho chúng con bằng tấm gương của đời sống, chúng con có thể, Chúa ơi, giáo dục cho con em của mình để biết Đức Chúa Trời, thấy Đức Chúa Trời trong nếp sống của bậc cha mẹ, để rồi qua đó các em cũng bước đi noi gương và sống một đời sống tin kính đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng con cầu nguyện cho những người trong những cái cơn lò lửa thử thách về nhiều phương diện. Chúng con xin Ngài cho họ nhận biết rằng Đức Chúa Trời luôn ở với chúng con ở trong những lò lửa thử luyện đó. Lò lửa đó nó có thể luyện sạch chúng con khỏi những cáu cặn. Lò lửa đó nó có thể loại bỏ những cái chất
pha, loại bỏ những cái gom rác, cỏ khô gì đó ra khỏi đời sống của chúng con. Chúng con còn nhiều góc cạnh lắm Chúa ơi, của xác thịt con người chúng con, là những cái điều nó có thể Chúa ơi gây tổn thương người khác. Chúng con biết rằng Ngài cần phải đưa vào trong lò lửa để Ngài có thể rèn luyện chúng con nhằm loại bỏ những cái điều đó. Cho nên xin Ngài cho chúng con nhận biết được bàn tay chủ thể của Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh, để rồi thấy được các mục đích tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời trong đó, mà chúng con biết tin cậy Đức Chúa Trời, phó mình trong tay của Đức Chúa Trời, trung tín với Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống chúng con, nhất là trong những lúc chúng con phải trải qua lò lửa của sự thử luyện. Và xin Ngài giúp cho chúng con, vì Chúa ơi, khi chúng con đã được Ngài rèn thử đức tin của chúng con trong lò lửa, thì chúng con sẽ được bước ra như là đức tin của vàng ròng. Cảm ơn Chúa về điều đó. Xin Chúa ghi khắc những lời này ở trong mỗi đời sống của chúng con, hướng dẫn chúng con áp dụng nó một cách thực tiễn ở trong nếp sống của chúng con, để danh Chúa luôn được tôn quý vinh hiển. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con chân thành và cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.